你整夜没来，我没等待朝包飞能后负责发射诺负病把病友这班口来就中断把噩梦爱爱梦没包场紧张着我没冲梦bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tam trong khay lu bên lu bờ em coi hát coi búa ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân
phía cánh cổng hôn trước cưới để cùng chào đón đôi tân lang đẹp nhất, rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là cô dâu Thủy Em sánh duyên cùng với chú rể Mai Phín sẽ cùng tay nắm chặt tay bước lên lễ đài tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu chú rể. Vâng, xin mời. Đôi bạn trẻ đang cùng tay trong tay bước lên lễ đài tình yêu để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài đến đây quý vị ơi. Ok thưa quý vị, như vậy trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đã có mặt hai nhân vật chính của chúng ta để ra mắt tận toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để được bước lên đỉnh vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay, cô dâu chú rể không thể quên được các anh chị cũng như chú thím của bên phía gia đình. Và sau đây tôi sẽ được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà gái, đó chính là anh chị đại diện cho bên phái đoàn nhà gái, đó chính là anh Lò Văn Quang và chị Lò Thị Tươi, là anh chị của cô dâu cũng sẽ đại diện cho bên phái đoàn nhà gái bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà gái đi ạ. Vâng, xin mời. Vâng, cùng với gia đình nhà gái tôi sẽ được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà trai, chú Lò Văn Trai và thím Lò Thị Diên, là chú thím của chú rể Mai Phín cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, chúng ta hãy vang lên những tràng pháo tay thật lớn và thật dài để cùng chào đón hai bên gia đình nhé. Vâng, xin mời. Vâng, thưa quý vị, như vậy trên sân khấu tình yêu ngay lúc này đã có mặt đông đủ đại diện hai bên gia đình thông gia và hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời hai bên gia đình thông gia và cô dâu chú rể sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách. Vâng, xin mời. Vâng, thưa quý vị, đúng là nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Bao nhiêu năm đợi tháng chờ, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Ông tơ bà nguyệt xe dây, nguyên thế trời đất ta cùng có nhau. Dù cho bái bể nương dâu, kết duyên long phượng thắm sâu ân tình. Và thưa quý vị, yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, nắng mưa cũng quyết, phong ba cũng liều. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, yêu nhau thì được cả hai phía mẹ cha vừa lòng. Yêu và được yêu là niềm vinh hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, và là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Chiếc tên loại Pomme Pinot Hạc Sườn ở Tây Hoa Tè Sương cả sang Nga Non Nga Thủy cả bày ép phải học ý bấn lại trương cả trắng Nga quén này ai mày cho nên cả hết quén quát gần lại hình quén gần qua điện thoại Facebook Zalo thôi. Sương Nga Non Thủy đi trắng hẹn ai mày đi bày qua chợ in phố cho nên là trai mày đi trắng sửa bốc hồ lúc qua sửa phát bá lúc này khai tù hơn ở phải in cho nên trai bay này chẳng báo phí ỏm liệt mường báo phí phương liệt nằm báo phí nói ỏm kiếu đến mương bươn chắc phải po lào sao chẳng mắc po báo lầy po cần liêu song sai ta tít cần số nén chẳng kiểu lầy quan chu trai chẳng len su ảo lầy quan báo quan xào nhưng chẳng tốt su po su mè po mè cả chẳng hắc chẳng phanh cái khu hở bay cái lầy hở khẩn rất sâu âu xét lù tại bên quá xưa đâu ở sang Nga phú gia cả bớt chế bớt chảnh sang tăng tà tăng nay ở tăng tà tăng nay cả chẳng biết là canh bánh mùa trời hở non thủy đi hay phiền là bờ tăng Nga bản tờ ở bên này mưa lì bên chân mưa sần bên chép sang Nga tà nay cả kiếm ma hà này cáo mới xuống mà xuống bên phòng pin lòng bản tờ na nửa ở cần là phốt bia băng cản ma tủm ma tôm sang Nga phủ biết nó bên đi khỏi bớt miệng hờn xưa chúc hở xuống mải xuống em phòng pin lòng bản tờ na nửa và cả hào chân bản dân dịch kiến phá tay mà khẩn khai mà ca màn diệng sang bờ sở sang nhọn phở rút nòng lúc nòng phở và nhớ phở rút na lúc na màn cắp cuồng phở in số số là chúng song sang tiền đã hảo trên máy nước sôi xuống bếp. Và kính thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà gái long trọng tổ chức lễ phục quy trăm năm hạnh phúc cho cô dâu Thủy Em sánh duyên cùng chú rể Mai Phín trong buổi trưa ngày hôm nay, được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép, với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép MC Quang Toàn được trân trọng tuyên bố lễ vật quy của cô dâu Thủy Em sánh duyên cùng chú rể Mai Phín chính thức được bắt đầu. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng quý vị.
xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã làm niềm hạnh phúc nhân đôi cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, từ bên phía gia đình anh chị của cô dâu cũng có chuẩn bị một món quà thật đậm thắm để được gửi tặng cho hai em của mình. Vâng, trân trọng kính mời gia đình anh Quang Tươi có một món quà dành cho hai em của mình. Vâng, một lần nữa ban tổ chức tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những món quà từ bên phía gia đình đã trao cho cô dâu và chú rể ở phía bên dưới gia đình rồi. Xin được trân trọng cảm ơn món quà của mẹ Hom, món quà của mẹ Hậu và anh trai của cô dâu và chị gái của cô dâu cũng như anh chị Quang Tươi cũng đã có những món quà thật đậm thắm dành cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ cùng tiến về tháp rượu tình yêu để tiến hành nghi thức rót rượu song vanh. Vâng, xin mời hai em. Rượu hạnh phúc của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thanh niên thân mến, trước khi yêu nhau thì chú rể May Tín cũng có nói thầm bên tai cô dâu Thủy Em rằng: em như một chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng quý vị. Và bên gia đình nhà vợ còn chung cô dâu Thủy Em sẽ nâng hai ly rượu kính lên bên gia đình nhà chồng. Vâng, trân trọng kính mời hai em. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nâng hai ly rượu hạnh phúc của mình và trở về vị trí đẹp nhất. Vâng, xin mời ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ cùng uống rượu ra bôi. Vâng, xin mời hai em sẽ cùng khoác tay vào nhau và uống rượu ra bôi. Vâng, xin mời em. Chú rể sẽ quay mặt vào cô dâu được không ạ? Vâng, xin mời. Vâng, một lần nữa xin chúc cho chú rể May Tín luôn giữ vững được tay trèo của mình để đưa con thuyền tình yêu đến bờ hạnh phúc. Chúc cho cô dâu Thủy Em luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn chung thủy với người chồng của mình để người chồng của mình hoàn thành trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống. Và sau đây xin mời hai bên gia đình thông gia sẽ cùng tiến lại gần nhau để chặt ly gắn kết tình nghĩa thông gia. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, chính thức từ giây phút này trở đi hai bên gia đình đã có Dễ Thảo và Sâu Hiền. Vâng, một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị quan khách đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chút thời gian vàng ngọc của mình về chung vui với hai bên gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn có một bữa tiệc ngon miệng và thật vui tươi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và sau đây xin